Thưa quý khán giả, trong hai buổi làm việc sáng chiều ngày 27 tháng 5, đại biểu của nhiều đoàn đại biểu Quốc hội, trong đó có Tây Ninh, đã đăng ký phát biểu thảo luận đóng góp cho báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Đây là ngày làm việc có nhiều đại biểu đăng ký tham gia thảo luận nhất, và nội dung này được Quốc hội dành nhiều thời gian nhất để thảo luận kể từ đầu kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 đến nay. Tiếp theo chương trình, mời quý khán giả cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hồng Minh Ngọc Hải. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Báo cáo này dày đến 58 trang, nêu lên rất nhiều vấn đề nhức nhối về tình hình trẻ em bị xâm hại. Các đoàn đại biểu Quốc hội đều đăng ký tham gia thảo luận. Thời lượng một ngày làm việc vẫn không đủ để các đại biểu bày tỏ tâm huyết, sự trăn trở để đóng góp cho chính sách chống xâm hại trẻ em. Tây Ninh là một trong những tỉnh có tỷ lệ xâm hại trẻ em cao hơn mức chung của cả nước. Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em là một trong những nội dung cử tri và nhân dân Tây Ninh quan tâm. Tính từ đầu năm 2015 đến cuối tháng 6 năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 216 vụ xâm hại trẻ em, với số nạn nhân lên đến 353 trẻ em. Trong đó, số trẻ em bị xâm hại về tình dục chiếm đa số. Có thể nói là theo báo cáo đánh giá thì Tây Ninh là một trong những cái tỉnh top đầu, top 10 về vi phạm xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục. Đây là một trong những vấn đề mà gây nhức nhối, phẫn nộ trong xã hội và để lại nhiều cái hệ lụy về thể xác lẫn tâm hồn cho trẻ em. Ở hai cái môi trường gia đình và nhà trường, chúng ta thấy rằng là gia đình là cái nơi tưởng chừng như an toàn nhất, nhưng hiện nay nó lại là tiềm ẩn nhiều nguy cơ rất là phức tạp. Gia đình cha mẹ thì có một mớ tài sản nhỏ, tôi nói ví dụ chỉ có một chỉ vàng thôi, cất giấu rất là kỹ, nhưng mà có một cái đứa con là một cái tài sản lớn nhất, nhưng lại không quan tâm chăm sóc, không dành thời gian để mà dạy dỗ con em mình đến nơi đến chốn. Theo báo cáo của chính phủ, từ năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, cả nước đã phát hiện xử lý về hình sự và xử lý hành chính gần 8.500 vụ xâm hại trẻ em, với hơn 8.700 trẻ em bị xâm hại, chiếm 0,035% tổng số trẻ em toàn quốc. Hiện nay, tính trung bình, cứ một ngày, cả nước có 7 trẻ em bị xâm hại. Nhiều đại biểu Quốc hội đã cho rằng, thực tế số trẻ em bị xâm hại lớn hơn rất nhiều so với các con số báo cáo, bởi có rất nhiều nạn nhân và gia đình nạn nhân không dám tố cáo do xấu hổ, sợ điều tiếng dư luận. Nhưng đáng lo nhất là có rất nhiều kẻ phạm tội, kẻ quấy rối ẩn mình trên mạng Internet. Chúng có rất nhiều cách thức để tiếp cận, dụ dỗ và xâm hại các em. Các đại biểu cho rằng, tội phạm ẩn trên mạng xâm hại trẻ em ở mức độ nghiêm trọng hơn việc bị xâm hại ngoài đời thực rất nhiều. Đại biểu này kiến nghị Bộ Giáo dục Đào tạo đưa nội dung hướng dẫn trẻ em sử dụng Internet vào chương trình dạy tin học. Đoàn đại biểu Quốc hội Tây Ninh cũng có những kiến nghị cho Quốc hội. Là qua giám sát đó, là đây là cái loại tội phạm ẩn và cái đối tượng xâm phạm là trẻ em, cho nên hạn chế về mặt nhận thức và đồng thời trẻ em lại ngại, cho nên cái việc này nó gây rất là khó khăn cho công tác điều tra khởi tố cái vụ vi phạm đến xâm hại đến trẻ em, cho nên đây là cái điểm mà chúng tôi cho rằng là sắp tới đây Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội rồi tất cả các trong hệ thống chính trị cần làm tốt công tác tố giác tội phạm, đặc biệt là tội phạm về xâm hại tình dục trẻ em.